đọc sách với cô Hạnh. Xin chào các em. Mời các em đọc sách với cô Hạnh và Pem Bì. Tìm điểm khác nhau. Trái cây. Cây cỏ là gì? Cây cỏ là sinh vật. Cây cỏ mọc ở khắp mọi nơi. Cây cỏ cần không khí để sống. Cây cỏ cần nước để sống. Cây cỏ cần nắng để sống trái cây là gì hoa lá trái cây thân rễ cây cỏ có nhiều phần trái cây là một phần của cây cỏ trái cây nhiều loại cây có trái các loại trái cây khác nhau đây là cây táo trái táo màu đỏ đây là cây mận trái mận màu tím đây là cây xoài trái xoài trơn đây là cây vải trái vải sần sùi đây là cây thơm trái thơm lớn đây là Cây nho trái nho nhỏ trái cây kỳ lạ đây là trái chơm chơm trái chơm chơm có lông đây là trái sầu riêng trái sầu riêng có gai đây là trái khế trái khế có hình ngôi sao đây là trái bầu trái bầu dài đây là trái mít trái mít ngọt trái cây làm gì trái cây có hạt hạt mọc thành cây mới tìm điểm khác nhau em thử tìm điểm khác nhau được không chữ khó trái táo trái mận trái xoài trái vải trái thơm trái nho trái chơm chơm trái sầu riêng trái khế trái bầu trái mít trái ki quy hết rồi cảm ơn các em tạm biệt và hẹn gặp lại